miếng thịt chân cho ăn trước cái Đây cây. là món ăn của gia đình của mình đây cô chú ơi. Đã chưa? Nóng không, nóng không? Ngọt không? Cá ngọt ha. Mình xin chào cô chú và các anh chị nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm lập cô chú ơi. Hôm nay nữa là ngày thứ ba mình không có đi thăm lập ha. Rồi chiều hôm qua mình tính đi thăm lập nhưng mà có đám mưa á, nó rất là lớn luôn cô chú. Tới chiều tối mới tạnh. Sáng hôm nay mình tranh thủ mình đi thăm sớm. Sáng sớm mà ông trời kéo mây đen chuẩn bị mưa đến cô chú ơi. Thôi mình tranh thủ mình đi thăm lợp để không thôi mắc mưa ha. Đám mưa hôm qua khoảng 1 tiếng đồng hồ đó cô chú. Nước muốn tràn bờ luôn cô chú ơi. Nước lên rất là nhiều luôn. Đây tới cái lập đầu tiên cô chú ơi, mưa hôm qua nó ngập luôn. Thì mình có lấy cái cây á, mình cặm mình ép cái lập cho nó lú cái đuôi lên gì nè. Để cá nó vô á, nó không có bị ngập ha. Cái này dính được con tôm cô chú ơi. Này dính tôm chứ không không có dính cá. Ý da, đau quá, ý da. Cái này dính được con tôm càng. Cô chú, chọn đi. Mình đặt lại nữa. À, đặt lại vài bữa mình ra mình thăm nữa cô chú ơi. Sáng sớm ông trời chuẩn bị mưa cô chú ơi. Quá trời chuyển rồi. Trời sắp mưa tới gió thổi ngược nước quá cô chú ơi, xuồng bơi không nổi. Thôi mình tấp lại mình lên bờ mình lại chỗ cái lạp cuối này mình thăm luôn cô chú ơi, đem cái lạp lại xuồng luôn. Ê nè, chỗ này nè. Ý trời. Được có 2 cá phi cô chú ơi. Đây. Cái lạp này được 2 cá phi, cái lạp hồi nãy thì được con tôm. Thôi còn cái lạp ở đằng chiếc xuồng nãy mình bơi không nổi đó. Mình tắt rồi đó rồi mình lại mình thăm cái mình vô luôn cô chú ơi. Trời mưa tới rồi.
cây cối nó còn đọng nước để ướt quần hết luôn cô chú ơi, ướt quần ướt áo hết. Xích xích vô để không kịp chịu mưa ướt ướt cái máy. Ở đây người dân đa số là làm vuông cô chú. Ở đây người ta làm là một vụ lúa, một năm là làm một vụ lúa, hai ba vụ tôm gì đó. Đây tới xuồng của mình nãy tấp vô đây nè, gió quá ngược nước bơi không nổi. Còn đây là cái mình dỡ cái này luôn, cái này là cái thứ hai nè, nãy mình bơi không nổi cái mình tấp vô đây. Mình sợ trời mưa, mình tính chạy đi kiếm chỗ đục rồi đó. Vì mình chạy lại đằng trên đầu hậu trái mình kiếm chỗ đục mà thấy cũng chưa có mưa, thôi mình lại mình thăm cái thứ ba luôn. Còn đây là cái thứ hai, dở lên kìa, có con gì không? Cái này không có con gì cô chú ơi. Vậy là cũng dính có một cái à, dính có một cái ngay chăng, cái hôm bữa dính được cặp cá lóc đó cô chú. Nè, cái hôm bữa dính được cặp cá lóc, bữa nay cũng dính được cặp cá phi. Cá phi này hai vợ chồng cũng đủ ăn rồi cô chú ơi. Thôi mình tranh thủ mình vô đây để mắc mưa. Hôm nay mình đi thăm được có hai con cá phi à cô chú ơi, với một con tôm. Một con tôm càng với hai con cá phi. Thôi anh bác cô chú ơi, chạy xiết vô tới nhà, vừa tới nhà cái mưa cô chú ơi, để phải ướt máy hết luôn. Mưa vừa chuyển thì tranh thủ thăm xiết rồi chạy vô, chạy quá trời mệt luôn. Chạy vừa tới nhà cái ông trời cũng vừa mưa luôn. Thôi vậy mình tranh thủ mình bằng cá cô chú ơi. Hai cá mình cũng mới vừa làm xong luôn cô chú ơi, hai cá phi mình đi thăm lợp được nè. Mình sẽ sắt cái bông chuối này ra cô chú ơi, mình sắt ra cái đầu mình ngâm nước cho nó ra mủ. Cô chú có cái dao bào đó, nó mạnh hơn mình sắc dao con gì à, cô chú. Sáng giờ mưa quá trời mưa luôn, chạy đi kiếm được cái bông chuối này chẳng ai luôn á cô chú. Trời đang mưa cũng chạy đi kiếm nè, sợ mưa giống hồi hôm qua thì đi không được. Bữa nay bà xã của mình sẽ làm cái món bông chuối nấu cơm mẻ với cà phê cô chú. Đây mình sắt này xong cái mình ngâm nước hơi nữa mình rửa lại. Cái bông chuối này á mình luộc mình chấm với kho quẹt ăn cũng ngon lắm á cô chú. Xong cái xả nước ra mình rửa, mình ngâm một hơi cho nó ra mủ hết đi, quá trời mủ rồi, da đang thui luôn rồi cô chú ơi, tay cũng đen.
đầu mình vớt ra gỗ của chú ơi, vớt ra, ra gỗ mình bỏ mấy cái bông này, bông này quá trời nhiều rồi. Con bắp mà đầy gỗ luôn. Bắp chuối mình đã sắt xong đây cô chú ơi, mình cũng đã rửa sạch luôn rồi ha, ngâm mũ nãy giờ cũng lâu rồi, rửa cũng sạch luôn. Sắt cái bắp chuối mà tay cầm dao mũ nè cô chú, rửa nãy giờ mũ dính. Thôi bây giờ mình đem đi ra cho bà xã nấu cô chú ơi. Trời gió này nhóm lửa cực quá ha. Mấy bữa nay trời mưa nè anh, nó ẩm. Gắng về bữa anh với ba làm xong cái chòi cho khỏe. Ngoài này cái chòi của mình chắc còn lâu lắm mới nấu được anh ơi, tại em thấy cái nền nó còn ướt quá à, đi chấm lúng chứ. Thôi để làm sạch sẽ thì mình hãy ra mình nấu. Cái lò nó hơi ỉ nè. Mưa nó cũng hai ngày đổ mưa thì bão nấu cỡ tô đủ hai vợ chồng ăn được. Giờ để nắp lại đi cho mau sôi, ngoài này gió quá. Để em đi đặng em hái mấy độc quế ngồi bỏ vô trên thơm. Có một cây quế nha, hái nó cũng sơ sát ở trên luôn cô chú ơi. Cái vùng độc này đây. Thơm quá. Trái đỏ kìa. Rất ngon sạch. Chịu cháy rồi đó, nó cháy gì đó, ủ khô quá. Nước nó cũng nóng rồi. Chèo con mẻ. Chèo con mẻ này của má chồng mới làm cho nè. Mình nuôi con mẻ lần nào mình cũng quên chứ, quên cho ăn. Tới chừng nhớ lại cái nó vàng, nó khô chứ. Cái má chồng mới nuôi cho một keo mới nữa. Vui khó mắt. Nên gia vị vô cái nước trước. Miếng đường. Bỏ đường vô. Bỏ vô trái cà, trái ớt. Cay ít ít thôi, hồi muốn ăn cay thì ăn cay riêng. Mình nêm nó vừa ăn hết rồi cái mình mới bỏ cá vô. Mình cá này. Cá phi bự cũng bít cái chảo luôn. Rồi,
Cá mình bỏ vô nước da ra ngon quá. Ồ, nhìn hấp dẫn nha. Giờ mình bỏ cà vô. Canh chua cơm mẹ, mẹ phải có đậu bắp nữa ha. Xanh xanh vô nữa. Mình bỏ vô một lá bắp chuối nữa. Dẫn quá cô chú ơi, chóc da thiệt ngon, chút nữa cho bắp chuối nó chín chín rồi rau chuối chín rồi. Cá nước ngon quá, cá tươi nấu nó ngon, bỏ ớt vô, bỏ con trái ớt, sợ mỡ nhiều quá cay ăn không nổi. Bỏ quế vô luôn. Bỏ vô. Quế nhiều nhiều cho thơm. Chính là mình nhắc xuống lần chuẩn bị ăn cơm luôn cô chú ơi. Bữa nay trời mưa quá. Không khí buồn quá. Bữa nay nấu ăn thấy cũng buồn luôn mà. Xin chào tất cả cô chú bác và các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog nha. Hôm nay gia đình của mình ăn món cá phi nấu mẻ với bông chuối cô chú ơi. Xin mời cô chú và anh chị ăn cơm với gia đình của mình nha. Mời cô chú ăn cơm cho con. Chú ăn cơm. Chuối ăn trước nè. Đây là món ăn của gia đình của mình đây cô chú ơi. Thịt kho dư ngày hôm qua tới thịt giờ. Thịt kho rượu dư hồi hôm qua còn lại. Đây là chén muối ớt. Chai mình ăn. Còn đây là cái nồi canh chua. Cũng giống nó cũng như là canh chua với cô chú ơi, nhưng mà mình này mình nấu bằng cơm mẻ. Với bông chuối. Với cà phê. Wow. Quý ăn được lắm đó nha. Giả cá cho con trai ăn, con trai thích ăn cá phi đó. À, đã chưa? Nóng không, nóng không? Ngọt không? Cá ngọt ha. Quên nữa, quên nữa. Ngon quá mẹ. Ngon quá hả? Rồi, ăn miếng cơm với thịt kho vô ha. Chiều nay ngủ mới thức lấy bụng nè. Cá nữa nha. Hồi sáng mình có đi thăm lợp được hai cái vi nè cô chú, với con tôm càng. Tôm càng con của mình đang ăn cơm nè. Mình đặt ba cái lợp, ba bữa thì mình mới đi thăm được. Mưa quá mình không có đi thăm được. Hôm sáng mình đi sớm. Đặt ba cái lọc dính được có hai cái phi, mà trong cái đó một cái dính được hai con. Con còn nhỏ kìa. Cơm
Cái thịt nó ngọt lắm. Tại vì con cá phi á, nó tanh lắm là nó cái âu của mình nó dơ nó mới thôi. Ăn rong á, với rong nhiều. Tại cá phi á là nó ăn tạp lắm, cái âu của mình nó dơ, rong nhiều á là nó ăn cái chất dơ đó là sẽ bị thôi. Còn âu sạch nó ăn nó đâu thôi. Ăn bông chuối nhiều chứ. Mày đúng đúng là bông chuối nè, cho mọi người kêu bằng bắp chuối nha. Cháu này kiếm dữ lắm luôn, được con bắp không? Mấy ngày á, ở chợ, ra trong vườn là mình còn có kiếm được á. Ở chợ, ít, chợ nhỏ, chợ của mình nhỏ quá. Đang có thích tập đâu vậy con? Đâu có vẻ đâu con. Chỗ này em để lên nước uống hết rồi. Để cầm đây luôn, mở rồi. Vậy cũng được luôn hả? Thôi vậy con ngồi đây với mẹ nè, đem ghế lại đây để. Đây đang ngồi với mẹ nè. Đi vòng qua để gặp ghế á. Bước qua ghế này ngồi đi rồi quay mặt lại. Này này này, này giờ mẹ cầm. Ăn cái đầu cá phi quá đã luôn sư chú ơi. Quá trời béo luôn. Đang ăn cũng mới tập ra chơi nè, chờ còn quay mặt lại. Chạy quay mẹ nó chỉ từ cắn cái phần luôn á. Nó chạy từ sáng xuống tới chiều mà. Phải ống nước mà con. Ủa sao mà thay hoài vậy? Hoài luôn á. Chứ khi nào mới hết. Rồi, với con ra ăn thêm miếng cơm. Ăn cơm no đi, chiều ba đi công chuyện, ba cho đi theo kia chút nha. Chị bác đi đâu? Chở thằng ngoại đi khám bệnh. Thôi bác đi không? Dạ. Nay nó nãy nó chiều. Chút nữa là chiều rồi, bây giờ chiều nè con. Thì nay hả? Ừ. Con đi chợ, con xuống mua cái gì? Đi chợ với bác. Con công an đi, tôi con ba chắc ba chở đi.
cá thịt bó chanh à? Đi sắp cho em còn chén khóc. Lâu lâu ăn tôm mẻ mà ngon ha. Tôm mẻ nó chua. Nội nuôi đó con. Tôm mẻ nó chua nhưng mà nó có không có chua quá. Chua chua, chua dịu dịu dễ ăn. Mình nội cho keo lắm con. Nuôi lần nào cũng dễ dàng hết trơn. Quên, để trong cái bếp mà cũng quên hoài. Đây nha. Vậy cái đó là gì vậy? Thích chung. Thịt bò. Mệt hả? Ngăn cơm mệt hả? Có tiền rẻ luôn ha. Ai mà ăn đứng cờ với con. Con cái nhìn ông á. Trời, đứng đứng cờ ha. Con ăn vô vậy. Con gặp con mẫn về chỉ nó chơi nè. Lọc chứ. Nó ở ngoài rẻ mà. Trên nè. Ngon lắm. Hết cá luôn. Ngon quá. Ừ, lưng quá trời ngon luôn. Sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắt đầu chào cô chú nha. Gia đình của mình tạm dừng video tại đây nha cô chú ơi. Cô chú xem kênh nhớ đăng ký cho gia đình của mình một đăng ký, một chia sẻ nha cô chú. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị ở video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha.